Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả những người đang xem video này. Vì nếu không có các bạn, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, sau 2 tháng, tôi đã rất nhanh chóng đạt được 100.000 người đăng ký. Và hôm nay, với hơn 1.000 câu hỏi trên tab cộng đồng, tôi sẽ trả lời hết. Đùa ơi, tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhất. Tại sao tôi lại làm content này? Tại tôi muốn bú phim Beluga. Đùa tí, có lẽ ở đây nhiều bạn chưa biết là ngày xưa tôi có làm video dạng animation. Một hôm tôi tình cờ xem được một video làm theo kiểu Beluga, nhưng lại là tiếng Việt. Xem xong thì tôi thấy tôi có thể làm tốt hơn như thế, nên tôi đã kết hợp giữa animation và Beluga. Và tôi hiểu rằng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về việc tôi ăn cắp content, bạo nhà ý tưởng. Sự thật là thế và tôi cũng chả thể biện minh gì. Tôi chỉ đơn giản là một người mang nội dung nổi tiếng bên nước ngoài, biến tấu lại một chút, mang về Việt Nam và ghi nguồn đầy đủ. Tôi thấy bên cạnh đó cũng có khá nhiều comment tích cực. Nên như một họa sĩ nổi tiếng đã từng nói, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video này. Và hy vọng rằng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau tới những video Q&A sau.